Một cặp chân chạy này là lắp vô cái bánh xe, cái bánh xe đó các bạn, cái bánh xe mà đúc mình đem về á. Thì cái bật cặp chân chạy này nha, mình bán tại bãi nha. Nó người ta xì khò thổi á, nó cứng một chút ren nè. Về các bạn dũa cho ngay lại hoặc là ta rô lại nha. Cái này mình bán giá tại bãi, giá rẻ, cực rẻ luôn nha. Hai cái chân này còn rất là ngon đó. Thì cái này là hai cái bát của nó nè, hai cái bát tại bãi đó. Khách nào mua thì mua kèm chung luôn luôn cái này nè mới xài được nha. Cái này hai cái bát lắp vô, rồi lắp cái bánh xe ở ngoài nha các bạn, lắp bánh xe ở ngoài nha, lắp cho bát ốc lại rồi lắp bánh xe ở ngoài, lắp vô rồi lấy cái lồng đợi, cái ốc á, xiết nó lại, giữ lại nha. Thì bán hai, mình bây giờ mình bán từng cái nha. Một cái bánh xe chạy, một cái chân chạy, motor chạy, cộng với một cái bát này nha. Thì khách nào lấy chỉ lấy riêng như vậy thôi thì giá mình cùng như nè, 1 triệu bao ship, hàng lớn, cỡ lớn nha, khoảng 15-16 kg, luôn cái này thì khoảng 18 kg các bạn, 18 kg. Còn khách nào lấy luôn một bánh xe thì giá khác nha. Đó, cơ bản mình bán như vậy. Hai cái này thì bây giờ để coi khách nào lấy. Hàng hôm qua họ tháo ra.